Hello, thì xin chào cả nhà đã quay lại kênh YouTube của Tiền nha. Thì hôm nay Tiền sẽ gieo dừa cạn si bông nặng mít 500 nè các bạn. Này không biết trong đây bao nhiêu hạt nhưng mà nãy quên rồi, Tiền Tiền lấy cái chậu cho Tiền gieo. Gieo cái này thì nó cũng hơi có, thì sẽ hạt cái này nó hơi nhỏ. Này là thời gian nảy mầm là 5-6 ngày nè các bạn. Và thời gian mình sang chậu là 25-30 ngày. Và thời gian ra hoa từ ngày sang chậu là 40-45 ngày. Thì mình sẽ tính ra là khoảng 80 ngày đó các bạn. Hôm nay mình Tiền tranh thủ Tiền gieo cho nên biết nó kịp Tết hay không. Hôm nay Tiền bận quá Tiền không có gieo được. Tiền sẽ chuẩn bị cái khay nè, coi cái hạt nó bự hay không rồi mình sẽ bỏ lại. Tiền một cỏ là một hạt nha các bạn. Biết mốt nó ra nhiều hoa giống vậy không? Cái này nó nhiều loại nhiều màu nè các bạn. Tiền tưởng ra trong mang nó rất là nhiều hạt các bạn. Mở ra được có nhiêu đây hạt này các bạn, 2, 4, 6, 8, được có 10 hạt này các bạn. Này đứa từng mua trắng mười mấy ngàn á, tại thích hoa đẹp thì mình trồng hơn, nhưng mà thì không có biết là trong đây nó rất là ít, là ít hạt, tại trong siêu thị nó bán các bạn, của Phú Nông có sách, có tờ hướng dẫn này các bạn. Nếu mà ít quá thì mình sẽ gieo bên chung bên này luôn các bạn, còn này mình sẽ để mình gieo cái khác, gieo rau hay gì đó. Bất ngờ luôn các bạn, có nhiều đây hẹn không biết nó lên nổi không nữa nè. Biết thì sao mà Tiền đổ ra tay, giờ nó có nhiều đây hẹn các bạn, có 8 hẹn rồi các bạn, không biết nó lên nổi hay không. Sẽ gieo cái này nữa, một lỗ là một hẹn nha các bạn. Dừa cạn nè, nếu mà tự nó rụng á nó dễ lên các bạn, còn mình trồng mình chăm chút nó cái nhiều khi nó cũng khó lên đó các bạn. Lúc trước Tiền có trồng một lần á, rất là khó lên luôn á, thì nó bị úng chết rồi, có mấy hạt à. Hướng dẫn của nó này các bạn, biết là nó lên được bao nhiêu nữa. Rồi video có Tiền thì tới nay thì các bạn ngày vui vẻ nha. Các bạn trồng, chúc tất cả mọi người trồng hoa thành công nha. Có một mùa bội thu thật là mấy nè.